Xuất ngoại thi đấu, Công Vinh được coi như VIP, Xuân Trường dự bị mòn ghế, Công Phượng khổ nhất. Kỹ năng Công Phượng không hề kém, nhưng anh lại không được trọng dụng thời thi đấu cho đội tuyển của Nhật. Là một trong số ít những cầu thủ được sang nước ngoài du đấu, Công Vinh, Xuân Trường, Công Phượng và Tuấn Anh lại được đối xử quá khác biệt. Trong nước là cầu thủ xuất sắc, nhưng khi ra nước ngoài, Công Phượng, Xuân Trường phải ngồi mòn ghế dự bị. Có lẽ chỉ có Công Vinh mới là người thành công nhất khi du đấu nước ngoài. Năm 2013, Công Vinh đã ở câu lạc bộ giải hạng 2 của Auxilis. Câu lạc bộ này chiêu mộ 5 cầu thủ theo dạng bản hợp đồng cho mượn có thời hạn chỉ 5 tháng. 5 tháng của Công Vinh trên đất Nhật tràn đầy màu hồng, được đối xử như VIP. Cầu thủ Việt Nam được đội bóng Nhật quảng bá như một trụ cột của đội bóng, được các đồng đội và huấn luyện viên ưu ái giúp đỡ tận tình. Trong khoảng thời gian đó, Công Vinh đá 9 trận, ghi được 2 bàn thắng, giúp câu lạc bộ đứng ở top đầu của giải đấu. Khác với Công Vinh, Xuân Trường được Hoàng Anh Gia Lai cho sang hàng du đấu lần lượt ở hai câu lạc bộ Itigen và Kawon Fanlub trong 2 năm, được thi đấu ở giải hạng nhất nhưng số lần ra sân của Xuân Trường đếm trên đầu ngón tay. Có ra sân cũng chỉ ở tuyển dự bị, còn đây mới là hình ảnh quen thuộc của Xuân Trường trong 2 năm ở hàng. Công Phượng cùng Tuấn Anh cũng được sang Nhật đá trong một thời gian cho hai câu lạc bộ khác nhau. Thời gian đầu Tuấn Anh còn được ra sân, nhưng Công Phượng thì vẫn chỉ được xếp ngồi ghế dự bị. Anh chàng vẫn hàng ngày tập luyện, nhưng cơ hội được thể hiện hầu như không có. Sau 7 tháng tại câu lạc bộ, Công Phượng mới được vào sân một lần và chỉ vỏn vẹn 7 phút. Thời gian đó, hình ảnh Công Phượng phát tờ rơi ở tàu điện ngầm từng khiến các fan yêu bóng đá nước nhà cảm thấy tức giận thay cho nam cầu thủ. Trọn vẹn khoảnh khắc đẹp trong lễ đính hôn của Lê Hà và người yêu điển trai ở Gia Lai. Người đẹp đã có một buổi lễ ấm cúng, nhưng cũng rất kỹ lưỡng ở khâu trang trí tại lễ ăn hỏi vào dịp cuối tuần qua. Vào dịp cuối tuần qua, không chỉ có đám cưới của Tiến Đạt gây sự chú ý của mọi người, mà buổi lễ ăn hỏi của học trò Hồ Ngọc Hà. Lê Hà The Face và người yêu Trung Hiếu cũng thu hút không kém cạnh. Theo đó, sau một thời gian hẹn hò và công khai trên mạng xã hội, thì cả hai đã chính thức tổ chức buổi lễ ra mắt hai bên gia đình và bạn bè tại quê nhà Gia Lai. Mới đây nhất trên trang cá nhân, người đẹp đăng tải hàng loạt khoảnh khắc. Tại ngày vui này, cô tâm sự, cảm ơn tất cả mọi người thật nhiều. Thanh xuân của chúng ta, có khá đông bạn bè thân thiết của Lê Hà đã vượt đường xa về tận nơi này để chúc phúc cho đôi uyên ương như Phí Phương Anh, Chúng Huyền Thanh, Quỳnh Thư, Kim Chi, Minh Trung. Tại lễ đính hôn, Lê Hà chọn chiếc áo dài trắng tinh khôi cùng cách trang điểm nhẹ nhàng khiến cô càng tôn vinh lên được nét đẹp dịu dàng. Cặp đôi này luôn nhận được nhiều lời khen bởi cả hai đều xinh đẹp điển trai, cực xứng đôi vừa lứa. Được biết, ông xã của người đẹp hiện đang kinh doanh ở Gia Lai, cùng quê nhà của cô. Sau một thời gian hẹn hò thì họ đã có một cái kết đẹp. Theo như lời nhân vật chính chia sẻ thì đám cưới sẽ chính thức diễn ra vào tháng 4, 2019. Thay vì chọn ánh đèn sân khấu, thần thái trên sàn cát quốc thì Lê Hà đã đặt hạnh phúc gia đình là trên hết. Hai chữ bình yên ở cô nàng thì không quá xa lạ cho những khán giả xem The Face mùa đầu tiên. Cô nở nụ cười rạng rỡ khi được người thân dắt ra chào hai bên gia đình. Tại ngày vui này thì không thể nào vắng mặt các bạn bè thân thiết. Dàn người mẫu cũng nhanh chóng có cả loạt khoảnh khắc tung hứng vui vẻ bên nhau. Theo lời Lê Hà thì những nhân vật này chính là thanh xuân của nhau. Sau khi rời khỏi gương mặt thương hiệu, các cô gái vẫn giữ mối quan hệ chị em thân thiết. Việc cô kết hôn không có gì quá bất ngờ, bởi từ sau chương trình này, chân dài gần như không tham gia nhiều vào các hoạt động showbiz hay sàn cát quốc nữa. Thỉnh thoảng, khán giả mới thấy người đẹp xuất hiện trong các sự kiện của bạn bè thân thiết. Hãy cùng gửi lời chúc hạnh phúc đến Lê Hà và Trung Hiếu nhé! BB Trần, tôi dạ gái vì muốn giữ hình ảnh của mẹ bên mình mãi. Tôi nhớ hoài câu nói của mẹ, tại sao con làm cho nhiều người vui, mang niềm vui tới cho mọi người mà không mang niềm vui cho gia đình. Câu nói đó gây ám ảnh cho tôi tới tận bây giờ, BB Trần trải lòng. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ dạ gái. Sở hữu nhiều clip hài Paradise có lượng xem cả triệu view trên YouTube và cũng được nhiều khán giả yêu mến. Điều này so với lúc mới bước vào nghề có giống như những gì BB Trần hình dung. Việc được khán giả biết tới qua các clip hài Paradise dạ gái không giống như những gì tôi từng hình dung. Từ khi còn đi học, lĩnh vực tôi thích là thiết kế thời trang. Chưa bao giờ tôi có ý nghĩ sẽ đi theo nghề diễn viên. Tôi nhớ lúc đó bạn bè còn nói sao nói chuyện vui vui thế không đi làm diễn viên hài. Nhưng tôi nghĩ, làm diễn viên hài không kiếm được nhiều tiền thì làm gì? Tôi thực tế như vậy đấy.
Chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đi được đến con đường này, lại chưa bao giờ nghĩ sẽ giả gái. Thực sự chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ giả gái. Ngày trước tôi còn ngại những vai ẻo lả, chứ đừng nói giả gái. Vì tướng bự con, mặt bọng trợn, sao ra nét con gái. Rồi sau đó có các sản phẩm Paradise như Tình Thơ, Mình Yêu Nhau Đi, được mọi người thích và tôi thấy mình có khả năng. Dĩ nhiên để có được ngày hôm nay tôi từng bị chê rất nhiều. Họ nói sao giả gái gì mà nhìn đàn ông, nhìn thô thế. Nhưng chính những lời chê đó đã khiến tôi làm cho bằng được. Người ta càng nói mình càng làm, tới khi nào họ chấp nhận mới thôi. Tôi chăm chút từ make up, làm tóc đến trang phục sao cho đẹp nhất, hoàn thiện nhất có thể. Tới lúc đồng nghiệp, người thân nói giả gái đẹp quá tôi mới chấp nhận cho bản thân. Với tôi cái gì cũng vậy, mình phải kiên định, quyết tâm mới thành công được. Theo nghệ thuật là một chuyện, còn giả gái, gia đình anh có phản đối. Lúc đầu ba mẹ tôi cũng sợ lắm, sợ con mình giả gái rồi giống những người đi hát hội chợ lô tô này kia. Tôi phải giải thích rằng mình không chuyển giới mà đó chỉ là phục vụ cho công việc. Nếu dần dần, ba mẹ cũng chấp nhận và sau này ba còn chở đi diễn bình thường, từ từ ba cũng quen luôn. Nếu không phải BB Trần xuất hiện trong các hình ảnh giả gái, thì sẽ là một BB Trần như thế nào? Vẫn sẽ là một BB Trần bình thường, đóng vai nam bình thường, vai đồng tính hay hài hước chẳng hạn. Sau này có những người chưa biết tôi từng tham gia nhóm BB & BG sẽ nghĩ chắc tôi chỉ giả gái thôi. Nhưng thật ra trước đây tôi từng diễn vai nam và không giả gái, vai gì tôi cũng diễn được hết. Khán giả họ đang muốn hình ảnh như vậy, thích mình ở vai giả gái thì tại sao không phát huy? Nếu làm cái khác có khi mọi người còn không thích hơn. Khi mẹ mất, dường như toàn bộ mục đích sống của tôi cũng mất hết. Ngày xưa BB Trần ở nhóm BB & BG được khán giả trẻ nhắc đến nhiều, còn BB Trần bây giờ là nhiều lứa tuổi khán giả hơn. Sự thay đổi đó cũng đồng nghĩa với thành công hiện rõ trước mắt. Những tiếng tăm khiến anh được và mất gì? Được rất nhiều và mất cũng không ít. Cái mất khiến tôi hối hận nhất là gia đình. Tôi đã dành quá nhiều thời gian cho công việc, tới mức mẹ mình bệnh cũng không thể ở bên chăm sóc đàng hoàng. Đến khi mẹ mất, tôi mới nhận mình nhận ra mọi thứ quá muộn màng và tự trách bản thân rất nhiều. Tôi nhớ hoài câu nói của mẹ, tại sao con làm cho nhiều người vui, mang niềm vui cho tới nhiều người mà không mang niềm vui đến cho gia đình mình. Câu nói đó gây ám ảnh cho tôi tới tận bây giờ. Thậm chí bây giờ về thắp nhang cho mẹ, tôi còn không dám nhìn vào tấm di ảnh trên bàn thờ vì thấy quá có lỗi. Tôi bị ám ảnh, suốt những ngày tháng mẹ bị bệnh mà không được ở bên cạnh mẹ. Tôi chỉ ước những ngày tháng đó mình gác lại công việc sang một bên để dành thời gian cho mẹ nhiều hơn, để cho mẹ có mất cũng không hối hận, còn hơn cứ lo kiếm tiền. Cứ nghĩ có tiền sẽ trị bệnh cho mẹ, thì khi mẹ mất tiền cũng không còn ý nghĩa. Khi mẹ mất, dường như toàn bộ mục đích sống của tôi cũng mất hết. Lúc đó tôi nghĩ mình kiếm tiền cho ai, kiếm tiền làm gì, mọi thứ hoàn toàn rơi xuống vực. Đó là khoảng thời gian cực kỳ kinh khủng. Tôi còn có suy nghĩ tiêu cực rằng tại sao cứ mang niềm vui tới cho mọi người rồi mất đi một người yêu thương quá lớn trong cuộc đời. Nhưng rồi nghĩ lại cái gì cũng là số phận, tôi phải sống tốt hơn để cho mẹ thấy rằng con mẹ là người có ích cho xã hội, như cách để tự an ủi cho mình. Hậu ly hôn Trương Quỳnh Anh, Tim làm điều này cho người đặc biệt nhất cuộc đời. Xăm hình cũng là cách mà Tim khẳng định tình cảm dành cho con trai và luôn mang khoảnh khắc đẹp của hai cha con đi khắp nơi. Mới đây trên trang cá nhân, nam ca sĩ Tim vừa đăng tải dòng trạng thái: một người quan trọng nhất đời tôi, người làm tôi mạnh mẽ, người làm tôi bước ra khỏi buồn đau, người làm tôi cười mỗi ngày, người làm tôi không bao giờ gục ngã. Tôi phải cảm ơn người này rất nhiều, không có ba mẹ bất cứ người thân nào bên cạnh và chỉ duy nhất người này làm tôi tự vượt qua khó khăn, tự tiêu hóa nỗi buồn của ái tình, của nhân gian, của bằng hữu. Từ hôm nay không cần mang hình chúng ta trong bóp hay để hình trên xe nữa, một dấu ấn để chào đón 2019, Happy New Year. Đây chính là khoảnh khắc khiến Tim rất xúc động trước hành động ấm áp mà cậu con trai Cát An dành cho mình khi đi ra ngoài trước đám đông. Con trai là người quan trọng nhất đời nên nam ca sĩ đã quyết tâm xăm hẳn khoảnh khắc này lên cả phần bắp tay. Vượt qua mọi cơn đau mũi kim, Tim rất hài lòng với hình xăm đặc biệt và ý nghĩa như thế này. Thời gian vừa qua, chuyện hôn nhân của vợ chồng Tim Trương Quỳnh Anh luôn khiến khán giả phải quan tâm trong một thời gian dài. Không còn giữ im lặng hay trốn tránh, chính nam ca sĩ là người đã khẳng định rằng hai vợ chồng đã chính thức ly hôn. Anh khẳng định, vâng, tôi đã ly hôn từ hơn một năm nay, nhưng chúng tôi vẫn là những người bạn văn minh của nhau, cùng chăm sóc con để có tuổi thơ tốt đẹp. Dù sao cũng phải sống cho con, cho nó phát triển tốt. Tình yêu nam nữ không phải là tất cả nếu so với tình yêu cha mẹ dành cho con, thì nó không bằng đâu. Chuyện tan vỡ của họ đã khiến nhiều khán giả tiếc nuối, được biết cả hai vẫn sống chung nhà với nhau và tôn trọng cuộc sống của đối phương.
Vượt qua nhiều thách thức, tưởng chừng như vợ chồng Tim sẽ có được một cuộc sống hôn nhân gia đình cực hạnh phúc bên cậu con trai. Tuy nhiên, họ lại có cái kết chẳng ai mong muốn. Đến hiện tại, còn có rất nhiều khán giả vẫn đặt niềm tin rằng cặp đôi này sẽ sớm quay về với nhau.